như về giáo lý nha, câu hỏi về giáo lý Phật pháp hay là về chuỗi gì đó, liên lạc với bạn Sang luôn đó. Bạn nào có nhu cầu thỉnh chuỗi liên lạc với Sang luôn. Rồi, giáo lý bạn nào muốn thắc mắc về nghi lễ giáo lý thì liên lạc với bạn Hoàng Sang. Bây giờ sẽ nhường mic lại cho bạn Sang. Giờ thì hiện tại cả nhà đang xếp hàng để mua cáp treo đi lên trên núi nha mọi người. Mọi người đang xếp hàng để mua. Ủa, mình đang xếp hàng để mua vé hả? Đang dò thông tin trước. Tập trung đây nè mọi người ơi, tập trung vô đám người. Đây là bảng giá kép treo tại núi Ba Đen nha cả nhà. Đó, bây giờ tất cả các thành viên của Pháp Hoa Hội đang xếp hàng để mua vé. Giá vé là 245.000 đồng một người. Ủa là sao giờ mọi người tự mua phải không Hàng? Người lớn 245 một ca một người. Giờ mình tự mua phải không Hàng? Anh Hàng giờ tự mua phải không? Tự mua. Giá cổng miễn phí. Em mua chưa? Chưa để em tạm rồi. Hà, em đang mua hết vậy hả? Hà, ai mua giùm anh vé đi hả? Đây đây. Nhiêu rồi? 245 phải không? Đang lấy thêm vé cho Tấm Phương nữa nhiêu vậy hả? Đây. Ba ông có từ bây giờ mọi người đang mua vé để chuẩn bị lên trên Quan Âm để diễn Quan Âm. Đúng rồi. Em năm vé. Quên nữa. Đây là không gian của khu vực núi Bà Đen nha quý vị. À, hôm nay là thứ ba thì có rất là nhiều du khách tham quan và phòng vé cũng rất là đông. Đây, bây giờ hiện tại là chúng em đang đi vô bên trong để mà đi lên cáp treo nha. Đây, chúng em vào bên trong để lên cáp treo. Đây là cái vé này mọi người, vé khứ hồi nha, mình đi lên rồi mình đi xuống luôn. Thành viên của Pháp Hoa Hội. Thank you.
quá trời, ai cũng sặc sỡ chứ ha. Đó biết trời, nhìn giống cô bé quá ha, trời giống cô bé hoàng khăn đỏ quá ha, giống cô bé hoàng khăn đỏ quá ha. Là khuôn viên của núi Bà Đen đó. Bây giờ tất cả mọi người đang vào bên trong để mà đi lên cáp. Nhật sẽ quay cho quý ông bà cô chú anh chị xem được cái không gian bên đây, giống như là đi ra sân bay vậy đó cả nhà. Mọi người phải đứng xếp hàng đây. Mọi người đi xếp hàng đi vào bên trong. Không gian ở đây rất là rộng luôn nha. Hôm nay mình đi nhà thường mà nó cũng vẫn đông. Các anh chị đang xót vé cho mọi người đi qua. Dạ, cảm ơn. Đây, bây giờ mình sẽ đi lên bên trên nha cả nhà. Hôm nay trời rất là mát. Trời mát lắm. Ờ. Ai cũng mát mẻ hết. Mọi người vô một phòng. 2 4 6 7 8 giờ em 8 rồi, 8 9 10. Rồi mọi người. Một cái bên 10 người nhà gần nhau nha. Rồi xin mời vào trong ạ. Ủa đủ chưa? Ủa đủ chưa chị Hương? Chị Hương điểm mà chị Hương. Đây đây luôn. Đây chúng em đã lên tới cáp treo nè quý vị. Hai chồng này đi chung hả? Hai chồng đi chung hả? Đó. Tại vì đủ người á. Mỗi một xe là 10 người. À, một chiếc như thế này là tổng cộng là gần có 10 thành viên nha. 9 là 10. Dạ. 9 thành viên ngồi trên một chiếc xe. Bây giờ là mình đang đi ra ngoài nha mọi người. Đi lên phòng live tiên cảnh luôn. À. Lên núi Bà Đen thôi, sau này mình lên đỉnh bây giờ mọi người có thể nhìn thấy rất là cao luôn. Xin chào mọi người, hiện tại là mình đang có mặt ở trên một cái dãy cáp treo đang đi lên núi Bà Đen. Thì đây là lần thứ 3 Nhật được lên đến đây và cùng với là tất cả những hội viên của Pháp Hoa Hội. Đây. Phía sau mình là nguyên một dãy cáp treo rất là cao nha cả nhà. Come.
khi nào tôi không có ý thì tôi vô tình tôi chạm mà chúng tôi không tôi vô tình tôi giảm thôi trời chứ tôi không suy nghĩ gì đâu nha. Có phê không? Vô tình chạm có phê không? Phê chứ. Trời ơi, má ơi, nhiều khi tôi cũng hứng sản lắm má. Đây, chúng tôi đã đến nơi rồi. Bây giờ đó, tất cả những thành viên đã đến rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong nha cả nhà. Vào bên trong này không biết đi đường nào luôn. Quý khách vui lòng không đi lối này. Ở đây là biển cả nhà ơi. Ở không phải, đây là nhà. Cái khuôn viên ở cái tượng đài của Quan Bồ Tát. Nãy đại nói sao? Cao nhất Đông Nam Á. Wow, đây là tượng đài cao nhất Đông Nam Á. Hay mọi người. Tượng đài rất là đẹp luôn, rất là to luôn cả nhà. Mình đã lên tới trên núi rồi, thì vào bên trong này có những cái tượng đài của Quan Âm Bồ Tát. Thì Nhật xin phép, con xin phép Đức Phật cho con một chút xíu chia sẻ để cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy và có thể biết nơi đây, và có thể thời gian họ sẽ đến đây. Nhiều tượng đài Bồ Tát đẹp lắm cả nhà. Bây giờ mọi người đang ngồi trong khán phòng hôm nay để mà chuẩn bị coi những cái phim như thế nào cho mọi người, để mình quay chia sẻ cho mọi người coi. Một vài lưu ý từ các chị như sau. Xin thông báo với các chị, đây là màn ảnh máy vòm sử dụng công nghệ hình chiếu 3D phát minh trong không gian Phật giáo đầu tiên thế giới. Quý khách mình sẽ được trải nghiệm và khám phá sự hỗn độn trong môi trường của Phật giáo thông qua 5 bức hình chiếu phía trên ạ. Song song đó, chúng ta cũng được chiêm bái 83 bức hình chiếu đồng như khó chúng ta đây. Dạ, xin giới thiệu các chị mình có thể dựa là một trang nhẹ, có thể thấy rất là tự di động. Dạ, do đây là cái một tôn nghiêm cho nên là có một vài lưu ý nha chị ơi. Chúng ta trong quá trình trình chiếu không được cởi bỏ khẩu trang để đảm bảo an toàn dịch bệnh. Cái thứ hai, không được phép ăn uống và xả rác trong khu vực này. Cái thứ ba, không sử dụng đèn tia laser để mà chiếu lên màn ảnh phía trên. Và cuối cùng, do đây là một tôn nghiêm, đèn đấu với cách không được phép nằm trong khu vực này. Chúc quý khách có một trải nghiệm thật là vui vẻ tại Silver và đây Mountain hôm nay. Xin cảm ơn ạ.
Bây giờ sau khi tất cả mọi người đã xem xong hết rồi, bây giờ mình đi về. Từ từ mình ra nha anh chị, từ từ mình ra. Mình Ủa? Để tham quan chim bái và chụp ảnh bức tượng được nha anh chị. Hồi nãy em giới thiệu nhanh quá anh nghe không rõ, là em nói là cái màn hình này nó chiếu sao? Dạ là màn hình mapping. Đây mapping trong không gian Phật giáo đầu tiên trên thế giới. À ok, bây giờ nói nghe rõ đó. Dạ. Cảm ơn em nha. Đây là gì? Đây là vị Phật gì em? Thương Na Hòa Tôn Tôn Giả nhất. Thương Na Hòa Tôn Tôn Giả nhất. Đúng không? Đây. Bây giờ mình đã vào bên trong để mình tham quan các chư Phật. Đây là khuôn viên ở trong tượng đài Quan Âm Bồ Tát nha cả nhà. Okay, I'm going to go.